Sáng nay, Hội khuyến học thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức lễ trao thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 22 năm học 2019-2020. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Trần Việt Dũng. Năm học 2019-2020, thành phố có 48 học sinh đạt giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng, trong đó 32 học sinh bậc trung học cơ sở và 16 học sinh trung học phổ thông. Cụ thể, cấp trung học cơ sở có 10 em đạt giải nhất, 10 em giải nhì và 12 giải ba. Khối trung học phổ thông có 1 giải xuất sắc, 5 giải nhất, 5 giải nhì và 5 giải ba. Đây đều là học sinh giỏi liên tục trong từng cấp học, có nhiều thành tích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và các hoạt động giáo dục toàn diện. Tổng số tiền trao thưởng cho học sinh lần này là hơn 173 triệu đồng. Trải qua 22 lần tổ chức với 710 học sinh đạt giải, giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng đã góp phần động viên và khuyến khích các em học sinh thành phố nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện.